chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Phương Trinh từ gái hư đến mỹ nhân được nhiều người yêu mến. Phương Trinh, tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, nghệ danh của cô nàng là Angela Phương Trinh. Cô sinh ngày 8 tháng 2 năm 1995, được biết đến với vai trò là người dẫn chương trình, ca sĩ tự do, người mẫu ảnh và diễn viên điện ảnh. Phương Trinh đến gần với khán giả hơn với vai diễn người mẹ nhí khi tuổi còn đôi mươi. Đây cũng là vai diễn mang tới nhiều thành công trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Ngoài ra, Phương Trinh còn tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Mùi Ngò Gai, Kính Vạn Hoa và Bàn Phím Anh Hùng. Từ nhỏ, Trinh đã đam mê với điện ảnh. Cô nàng đã được thử sức với hơn 30 vai diễn với nhiều cung bậc cảm xúc và tính cách. Angela Phương Trinh thời điểm đó được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Khi lớn lên, trưởng thành hơn thì Phương Trinh chuyển sang lĩnh vực ca hát. Giọng cô nàng rất cao, trong vắt, khiến người nghe rất vui tai. Thế nhưng, sự nghiệp ca hát của Phương Trinh không được suôn sẻ và nổi đình đám như nghề diễn viên của mình. Và năm 2005, cô bé Phương Trinh đang còn là học sinh chăm ngoan, xinh xắn, được gia đình yêu thương chiều chuộng. Cô nàng bước chân vào hoạt động nghệ thuật từ năm lên 7 tuổi. Tới thời điểm hiện tại, Angela Phương Trinh đã đạt được nhiều thành công với vai trò là diễn viên điện ảnh. Đồng thời, Phương Trinh cũng được xem là nghệ sĩ trẻ dính nhiều scandal nhất trong giới showbiz. Phương Trinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thu nhập bình thường ở thành phố Hồ Chí Minh. Bố của cô là thợ may, mẹ cô bán xôi ở vỉa hè để trang trải cuộc sống của gia đình. Song Phương Trinh luôn được bố mẹ bao bọc để có một tuổi thơ bình yên như bạn bè đồng trang lứa. Đặc biệt, cô nàng còn được bố mẹ tạo mọi điều kiện để hoạt động nghệ thuật với những vai diễn đầu tay năm 7 tuổi trong bộ phim Kính Vạn Hoa. Trong khoảng thời gian đầu chập chững với nghề, Angela Phương Trinh luôn có sự đồng hành từ bố. Mỗi lần cô nàng đến phim trường, bố đều thu xếp thời gian và công việc để dẫn con gái đi diễn. Lúc còn là học sinh tiểu học, Phương Trinh là cô học trò chăm ngoan, thành tích học tập tốt. Cô nàng luôn hòa đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô giáo nên trong lớp luôn được bạn bè và thầy cô quý mến. Với việc đạt được thành tích học tập khá, điều tiết được lịch diễn và học tập, Angela Phương Trinh luôn được bố mẹ đồng ý và tạo điều kiện cho cô nàng theo đuổi con đường nghệ thuật song song với học tập ở trường. Sau vai diễn phụ, diễn viên nhí trong bộ phim Kính Vạn Hoa, Phương Trinh đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn tài ba đến từ Hàn Quốc. Cô nàng được mời đảm nhận vai vi trong bộ phim truyền hình dài tập Mùi Ngò Gai. Với vai diễn chính đầu tay này, Phương Trinh đã được khán giả ghi nhận và yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên và chân thật của mình. Đây cũng là vai diễn nhí cuối cùng của Angela Phương Trinh, bởi về sau, cô nàng thường vào vai người trưởng thành. Với 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Phương Trinh đã xây dựng cho mình một hình tượng nghệ sĩ đa năng. Khi cô dần lấn sang một số lĩnh vực và vai trò khác như người mẫu ảnh, người dẫn chương trình, ca sĩ. Vì đam mê nghệ thuật nên Phương Trinh đã bỏ học giữa chừng từ năm cô học lớp 9 và cũng từ dấu mốc này, cuộc sống của cô nàng có nhiều biến cố, liên tục dính vào các vụ lùm xùm. Điển hình là chuyện yêu đương tai tiếng, ăn mặc hở hang khi đi diễn ở quán bar. Thế nhưng, Phương Trinh đang dần lấy lại được hình ảnh của mình bằng những hoạt động nghệ thuật chân chính, đầu tư về chất lượng. Vào ngày lễ tình nhân năm 2012, Phương Trinh lần đầu tiên công khai mối quan hệ tình cảm của mình với một đại gia xà thành. Dù có chênh lệch tuổi tác nhưng chuyện tình cảm của cô nàng được gia đình ủng hộ. Thế nhưng, sau 2 tháng công khai, cô nàng đã phải ngậm ngùi chia tay bạn trai với lý do không hợp nhau về lối sống. Sau đó 2 năm, nữ diễn viên xinh đẹp lại dính vào câu chuyện tình ái với bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Đến tháng 1 năm 2015, bác sĩ Quốc Thái đã chính thức công khai chuyện tình cảm với cô lên mạng xã hội. Thế rồi chuyện tình cảm của cả hai cũng rạn nứt và quyết định đường ai nấy đi. Tới thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn đang lẻ bóng một mình và tận hưởng cuộc sống theo phong cách của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.